Ca sĩ Lâm Hùng, bạn thân từng cố sàm sỡ bạn gái khi tôi vắng nhà. Cụ thể, khi ấy tôi vắng nhà, bạn gái tôi sang chơi thì bị cậu ta giở trò sàm sỡ. Ca sĩ Lâm Hùng chia sẻ với Vietnamnet về lý do bỏ ý định đầu tư. Đào tạo nghệ sĩ cách đây 20 năm, ca sĩ Lâm Hùng vừa ký hợp đồng độc quyền với hai giọng ca bước ra từ cuộc thi tình ca Việt Nam do anh làm giám khảo gồm Á Quân Lê Thị Thanh Thúy và thí sinh Hương Thảo. Chia sẻ với Vietnamnet, Lâm Hùng quyết định đầu tư vì nhìn thấy tiềm năng ở hai giọng ca mới tên này. Anh nhận định Á Quân tình ca Việt Nam Thanh Thúy có giọng hát đẹp, tư duy xử lý bài tốt, có thể đi đường dài với nghề. Với Hương Thảo, thí sinh bị loại từ vòng loại, Lâm Hùng thấy cô gái này hát không tốt nhưng sáng sân khấu, hoạt bát, duyên dáng. Sự duyên dáng của Thảo có thể khai thác những công việc khác, không nhất thiết là ca sĩ. Anh nói, Lâm Hùng xuất thân từ hoàn cảnh khó khăn, không có lợi thế nào trừ chất giọng. Nhờ nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, đồng nghiệp và báo giới hỗ trợ, anh trở thành ca sĩ nổi tiếng, được nhiều thế hệ khán giả yêu mến. Vì vậy khi chấm thi tình ca Việt Nam, Lâm Hùng tự nhủ sẽ hết lòng nâng đỡ những nhân tố tiềm năng. Ca sĩ tin vào lựa chọn của mình. Năm 2015 khi chấm thi tình khúc xưa và nay, Lâm Hùng từng đánh giá cao quán quân Diễm Thùy ngay từ vòng loại. Tương tự, anh nhìn thấy tiềm năng của Á Quân Thanh Thúy từ vòng đầu tiên khi các giám khảo khác chưa nhận ra. Theo Lâm Hùng, Á Quân Thanh Thúy sẵn có ngoại hình, chất giọng, điều cần làm là không ngừng trau dồi, rèn luyện chuyên môn lẫn đạo đức để đi đường dài với nghề. Anh tin rằng cô có thể phát triển tên tuổi ở thị phần nhạc trữ tình. Ngoài việc hát những tác phẩm cũ, anh còn sáng tác riêng hoặc mua bài mới cho Thanh Thúy. Đây là lần đầu Lâm Hùng ký hợp đồng độc quyền, trở thành người đầu tư, quản lý và đào tạo ca sĩ. Ít ai biết, ý tưởng trở thành người quản lý, đào tạo ca sĩ của Lâm Hùng đã có cách đây 20 năm. Thanh Thúy hát Xuân Tha Hương, sáng tác của Lâm Hùng. Thời chưa nổi tiếng, Lâm Hùng chơi thân với một người bạn ở quê. Anh nhận thấy cậu bạn có tiềm năng nên lên thành phố Hồ Chí Minh để đào tạo, lăn xê thành ca sĩ. Tuy nhiên, anh ta là người không có đạo đức. Khi tôi đi vắng, bạn gái tôi sang nhà chơi thì bị anh ta giở trò sàm sỡ. Kế hoạch đào tạo ca sĩ của tôi cũng vì thế tiêu tan, anh nhớ lại. Sau này, vài lần Lâm Hùng định đầu tư ca sĩ đều không thành. Một số người từng được anh giúp đỡ không biết ơn còn nói nặng lời với nam ca sĩ. Vì vậy, Lâm Hùng từ bỏ ý định thành người quản lý, chỉ tập trung vào sự nghiệp ca hát. Đến nay khi trở thành nghệ sĩ có thâm niên, từ chuyên môn đến khả năng kinh tế đều ổn định, Lâm Hùng mới quay lại sự nghiệp ngày trước mình từng thử sức không thành. Ca sĩ nhấn mạnh, anh hiện không nhận tiền của Thanh Thúy và Hương Thảo. Lâm Hùng đầu tư ca sĩ trẻ bằng 100% tiền túi và kinh phí của công ty do anh làm chủ. Anh tiết lộ Á Quân tình ca Việt Nam có hoàn cảnh khó khăn. Từ nhỏ, Thanh Thúy đã theo cha mẹ lên rẫy làm việc. Cô không có điều kiện học đại học, vừa tốt nghiệp cấp 3 đã lên thành phố Hồ Chí Minh học nghề, làm việc kiếm tiền nuôi các em. Vì vậy, mục tiêu của Lâm Hùng đã tạo dựng vị trí cho Thanh Thúy và Hương Thảo trong showbiz. Khi họ có thu nhập đủ trang trải cuộc sống cá nhân và gia đình, anh mới đặt vấn đề chia phần trăm lợi nhuận. Hiện tại, Lâm Hùng không quá ám ảnh những thất bại năm xưa. Anh tin rằng khi mình đầu tư cho hai giọng ca mới bằng tâm huyết thay vì mục đích lợi nhuận, họ sẽ không ứng xử bạc bẽo với mình. Lâm Hùng khẳng định dù tập trung vào sự nghiệp mới, anh vẫn không vơi đam mê ca hát. Người hát đã cho tôi tất cả. Bất kỳ nơi nào còn khán giả chấp nhận, tôi sẽ không từ bỏ ca hát, anh nói.